Những tình khúc bất hủ lại vang lên trong Săn Đấu Ngôi Sao. Sao ta nó té lăn cù vậy? Chỗ nó trơn trơn. Dòng nhạc của em dòng nhạc gì? Nhạc tình, nhạc xưa, nhạc vàng gì có hết. Anh cho câu hỏi khó giùm em được không? Anh với bên đội có cơ cấu gì với nhau không? Không, anh không nâng cấp độ khó luôn. Anh đứng về phía các em để chứng tỏ các em thua như thế nào nè. Mời quý khán giả đón xem chương trình Săn Đấu Ngôi Sao trong tập phát sóng kỳ sau.